Soviet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Soviet Radio Ở góc phải video này có một nút đăng ký Xin mời quý vị và các bạn ấn vào đăng ký hoặc follow để ủng hộ kênh Và quý vị và bạn sẽ nhận được những video những clip mới nhất Soviet hạnh gửi tới quý vị và bạn Và video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn Chiếc âm ly L309X Chiếc ly ra đời vào những năm 1980 của Lucman, Được sản xuất tại Nhật Bản Chiếc âm ly này là một trong những model hàng hiếm uh, gặp và được anh em audiophile rất đón nhận. Bởi độ quý hiếm cũng như chất lượng âm thanh của em nó. Em nó có công suất ra loa là 85W cộng năm w trên một kênh 8 ohm. Công suất rất tốt cho một dòng amply chạy chế độ class A và class B tự động. Chiếc này thì quý vị và bạn có thể có ghép được rất nhiều dòng loa đặc biệt các dòng loa như JBL hoặc Pioneer HPM 100 rồi một số dòng loa châu Âu thì lúc man L309X là một sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị và bạn đây là phiên bản cải tiến từ lúc man 309V huyền thoại thì 309X có cái thiết kế theo mọi người đánh giá được nâng cấp hơn và sử dụng những linh phụ kiện cao cấp hơn. Trên ly này có kích thước về ngang là 48,1cm, chiều cao là 16,6cm và chiều sâu là 35,5cm với trọng lượng là 17kg và công suất tiêu thụ trên 100V là 210W của chiêm ly uh, Lucman L309X chiêm ly này thì quý vị và bạn có thể chơi được hai cặp loa A và B hoặc A cộng B chiêm ly này quý vị và bạn sẽ có hai đường kết nối phono và ba uh, đường kết nối RCA cùng hai đường monitor, tức là năm đường kết nối đơn thuần cho quý vị và các bạn kết nối cũng như trải nghiệm rất là tuyệt vời trên chiếc âm ly Man L309X. Man 309X thì vẫn giữ nguyên cái uh, thiết kế cơ bản của dòng 3 series đến từ thương hiệu man với mặt phay là uh, mặt phay nhôm nguyên khối cùng với tất cả núm tinh chỉnh đều được sử uh, dụng nhôm khối và quý vị và bạn có thể trải nghiệm chiếc ly này đang có sẵn hàng tại viettel audio chiếc ly này thì hình thức tuyệt đẹp xuất sắc rất là quý hiếm rất nhiều anh em audio uh, săn tìm thì ngày hôm nay em có về được một sản phẩm hàng đấu giá mạng từ nhật bản rất là đẹp để giới thiệu tới quý vị và bạn quý vị và các bạn thì có thể quan sát chiếc ly này, này sử dụng vỏ gỗ nguyên bản này chưa hề chảy xước đó Uh, rồi bề mặt nó uh, không có lông mèo lông chuột dù là một vết nhỏ nhất tất cả núm đều rất sáng rất sạch sẽ và tiếp theo nữa thì chiếc âm uh, um ly này quý vị và bạn có thể quan sát thay bởi vì bởi uh, ba lăng nằm ở phía trong của cái volume tổng thì nó, em nó được thiết kế nằm phía dưới volume tổng và đây là một cái khóa chặn trẻ em rất là tiện lợi để quý vị và các bạn sử dụng Xiaomi âm ly này à, quý vị và bạn có thể quan sát hình thức rất đẹp rất uh, uh, mới có thể kết nối được nhiều dòng loa và đang có sẵn hàng tại việt trời audio em đã test cũng như mọi tính năng hoạt động hoàn hảo hình thức uh, xuất sắc để phục vụ quý vị và bạn vào mọi nhu cầu mua sắm tư vấn vui ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển còn có thể trực tiếp qua shop trải nghiệm và mức giá của chiếc mini này thì em sẽ uh, ghi mở phía dưới phần mô tả của video này xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn